Đậu dữ nha. Đậu dữ nha cả nhà. Đậu dữ rồi. Ừ, đưa bước lên, đưa bước lên. Đậu dữ rồi. Chưa gì hết nó ra luôn rồi. Nãy giờ ngồi không sao, giờ nó ra luôn. Đó, bài á. Rồi rồi trái rồi Tâm ơi. Ai, cậu giữ à. Giữ à. Nó hút kỹ, nó hút kỹ là bắt ổn luôn cả nhà. Rồi, cây à. Cây em mua cây đó. Rồi, để đây đi, ngồi ra lấy. Khói mịt mù luôn. Tổ giữ mấy bắt buộc phải xài khói nhẹ nhàng cả nha. Máy em bấm rồi nha, khỏi khỏi bấm nữa. Ừ. Rồi. Rồi. Tổ. Ồ to. Hết biết cái tổ luôn à. Ừ. Tổ nha. Đó. Ừ. Tổ à. Ủa nữa. Ừ rồi, giữ. Quá trùng nha. Ừ. Ồ. Ồ cái tổ. Nãy giờ em quên. Cục má. Ôi gồ con mạc đã luôn. Khoan mang giữ, giữ cho em đấy không? Giữ em quên. Ơi. Ừ. Quên tựa luôn. Sao, con này em đi, anh leo. Hả? Anh leo luôn đi. Con này lên được mà. Ủa, con mạc kìa. Mạc trà bá luôn. Ủa, trà bá. Được không, được không? Ngồi dai em. Mình nói không? Ừ. Tạm để điện thoại xuống dưới một chút nha cả nha. Cục mạc kìa. Ô cục mạc. Ôi. Cũng khiếp luôn, nhà bên đây nè. Cục mạc đẹp lắm, bên đây nè, đẹp nè. Ôi cục mạc con đã kìa. Cục mạc. Ồ, để có kéo luôn đã nha nha. Không có kéo luôn hả? Quay vô nhà xem nha. Thôi thôi thôi. Ôi đi. Ổn không? Mát. Wow. Anh chấm vô màn hình cái rồi thấy không? Rồi. Mát nha. Đã không cả nha. Mát. 2 lít mấy 3 lít đấy nha. Tổ. Rồi. Có đã. Trúng trúng nữa rồi cả nhà ơi. Ngoài này có miếng ké nha Tám. Tiếp luôn cả nhà. Ồ, con ngon à. Mặt. Kẻ đã với nhà ơi. Nha. Rồi. Thôi đợi vô bắt rồi cắt thì anh Tám ơi. Ồ, quá đã luôn rồi. Ồ, cam từ lửa luôn. Ồ, hiện mà. Sao nãy ra dữ ta? Bị nói quá. Ừ. Chắc lại ngồi lâu quá. Nãy vũ quá trời vũ luôn à. Dưới nghe mùi á. Ừ. Sáng giờ có mặt hết. Có lý rồi Tám ơi. Mà. Ngon ngon. Ngon. Đã rồi. Mặt quá cũng khiếp luôn. Ủa, coi anh sướng. Ừ nó đái vô mặt em. Con mặt kìa. Mặt 10 ký là vừa luôn đó nha. Ồ nó chạy, nó sướng không? Chạy. Cũng đã không? Một kém nha. Ồ, kéo xỉu à. Một kém rồi nè.
nhìn thấy có miếng ngay góc đó hình như còn mặt hay gì vậy ta, thấy không đó, đem mà đút qua đây nè, có bài qua đây biết rồi. Bên này cũng được, bên này quay cũng đẹp nè. Quá đã luôn cả nhà ơi. Bụi cao rồi, vịt 10 kg mới đủ nha. Sướng sướng. Nó còm xíu cái nhà dướng lum. Này quá ok luôn hả ta? Quá đã. Ồ cắt mạc. Ôi ôi, con mạc chứ sướng không? Để nha, thông cảm nha, em phải vũ khói lên cho anh Tám chứ để. Tại vì cái đuốc ở trên nó nặng. 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 Con mạc. Đóng mạc, đóng mạc cả nhà ơi. Đóng mạc. Đóng mạc. Sách không nổi luôn. Từ từ nha. Em chụp không nổi đâu. Dạ. Rồi, thả nhẹ đi. Thả đi. Ủa, nặng. Ui. Con mệt. Cái mọc này là mọc 10 kg nha cả nhà. Ôi. Chắc mặt nổi luôn. Chắc. Phê luôn á. Nó đã. Cắt quá đẹp luôn rồi Tám ơi. Tẻ nó một tí nữa hả? Quá đẹp luôn rồi. Quá wow, hết biết cái cục mặt luôn cả nhà ơi. Quá trời nặng rồi. Vừa cầm máy quay mà vừa cầm cục mặt này á. Rồi ơi. Cục mặt vào nước tay chứ. Cái hình không? Ê, coi chừng rớt con dao. Hả? Ở đây, 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 đây. Này. Được không? Rớt. Rồi, đi đây. Ừ. Khói quá mà. Nước lớn vô. Nước lớn cả nhà. Ủng đã. Cầm mỗi tay luôn á. Rồi. Đi xa xa một tí đi Tám ơi. Lấy bịch kia bỏ vô nó đi ha. Ừ.